Vợ là thân nhân người bị tai nạn giao thông bám theo xe cấp cứu vào bệnh viện rồi lấy cắp hết tài sản. Ngày mùng 4 tháng 3, Công an thị xã Điện Bàn Quảng Nam cho biết đã tóm gọn đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp tại các bệnh viện trên địa bàn thị xã và thành phố Đà Nẵng. Hôm ngày 27 tháng 2, anh Quân sinh năm 1972 bị tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn và được đưa đến bệnh viện. Lúc này, Lê Văn Minh sinh năm 1989, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng bám theo xe cấp cứu để vào bệnh viện và tự nhận là người nhà của anh Quân. Lợi dụng lúc anh Quân trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, Minh lấy dây chuyền, nhẫn, điện thoại của nạn nhân nói để bảo quản rồi bỏ đi. Người nhà của anh Quân sau đó liên hệ bệnh viện để nhận lại tài sản thì được thông báo là đã có người thân nhận. Nhanh chóng vào cuộc xác minh, trong vòng chưa đầy 24 giờ, công an thị xã Điện Bàn đã bắt được Minh khi anh ta đang lẩn trốn tại nhà trọ ở phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận, từ đầu năm 2020 đến nay đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và thị xã Điện Bàn. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.